Dạ, xin chào ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đến kênh Hương Quê. Chào nha. Thì hôm nay ba cha con mình bơi xuồng ra ngoài sông lớn để đặt lú. Đây, cái lú này bữa nay đem ra thử ngoài sông lớn đặt luôn. Có dính cá không? Dính cá, dính tôm. Chả xuống nước luôn. Cái này phải xuống nước đặt mới được. Sâu không cha? Giờ này nước gồng nè. Thả xuống nước chị. Thả nước. Gướng rồi. Gướng đinh. Cái xuồng của đinh nó gướng. Hết nha chị. Hết nha chị. Bơi xuồng ra thôi. Trời, em đang luôn. Cái này cha mua cái lú bự. Em thử vậy. Rồi đưa ra vậy. Cắm nha. Này đặt theo cái nước chảy luôn rồi. Mình căng với. Bơi qua thôi. Ăn cho cái lú nó thẳng nha. Rồi, được chưa? Dẹo lên. Chả muốn. Mình bơi khí thế chả muốn xuồng luôn rồi. Ủa lặn xuống hả? Đừng quay lại cái chân chả trôi lên. Cha lặn luôn rồi, nước đây sâu lắm luôn. Để cha đặt mới được. Rồi được chưa cha? Rồi qua bên kia đặt thêm cái nữa. Hôm qua thì hai chị em với cha có ra ngoài sông lớn đặt hai cái lú. Bây giờ sáng nay hai chị em mình bơi ra dở nè. Bữa mình đặt ở trong cái đám lục bình nè. Tới rồi thôi. Bây giờ là sáng sớm hai chị em ra dở sớm. Mấy chú vẫn cũng số cá. Đây. Lấy cây cột móc mình móc lên. Đây nè. Tới không? Không mấy xuống. Đây. Cầm những chiếc cây thôi. Rồi. Đây, lên rồi. Ây da, trời. Ôi. Hương cổng cái nó nặng. Gì đó. Úp trong một thôi nha, để em để cái cây lên xíu. Ồ, có cá trắng kìa. Ồ, sóng đánh. Ui, có con rắn luôn. Nó chết rồi. Chết rồi hả? Ừ. Nè chị chút lại đây ha. Chút lại đây. Lên không? Lôi lên. Ghim sát ở dưới. Rắn. Ủa có cá rô phi kìa. Ủa cá đuôi hồng. Ồ ngoài sông này có cá đuôi hồng này nè. Dở ra. Chưa để em lấy cái này ra trước đó hả chị. Cái đầu này ra trước. Có cá đuôi hồng nè. Ồ, rắn nó chết rồi chị Ốc. Không biết rắn gì nữa. Ủa, rắn chết ngắt rồi. Đây, lật ngược lại chị. Đưa cái này xuống nè. Nó y ghi vạm mầm quá. Có con cá trà nhỏ, cá trà con đem về hầm thả. Được dạng cá bóng, cá trâu, cá linh nè. Bơi qua cái lú bên kia nữa, mình giả nữa. Sống rồi đó. Giật diều. Giờ mình tới cái lú thứ hai. Bơi nó vô thôi. Ok. Kìa, ném. Đi rồi. Coi. Để cái móc đi. Nước là sông lớn sâu lắm. Để cái móc móc lên mới được. Có cá không? Thấy ốc luôn à? Ốc. Đặt dư trong mấy cái. Chị sắp về Việt Nam nha. Kêu đó chị chút đó cá để trước đi chị. Rồi, nè, cưng mở ra đi, chị lo lên cho. Tháo cái cây ra trước. Nè, chị lôi lên nha. Rồi. Đặt ở dưới sình, nó dính sình quá trời luôn. Ôi, có cá. Cá heo. Bả quá trời bả. Cho nó xuống ra mấy cái hôm. Cái này được tép đi một cá. Lên. Đây. Ôi con tôm. Ôi có con tôm bự rồi kìa. Có con lươn. Dính cái ngạnh. Được con tôm càng. Sáng mấy chú đi cào. Ghe cào hả chị? Ghe cào cá. Quá trời ốc bươu vàng luôn. Đây ốc nhiều thiệt. Này cá cha con luôn. Ui, được con tôm đã quá, con cá heo kìa. Ôi, đừng cá heo bự luôn nè. Cá heo bành kia luôn. Nó dưới cái ngạnh này, cái gai này, cá heo có cái gai dưới luôn cái bọc. Chứ được con tôm to luôn. Hai chị em vỡ lú được bao nhiêu thôi. Giờ mình chạy về nhà mình vỡ cái. Mấy con cá này, cá gì mỏng dính hả chị? Cá lưỡi trâu hả, cái gì? Cá lưỡi trâu. Lưỡi trâu. Có con cá ép nữa. Rồi chưa? Rồi rồi, đi dạ. Về cái là bóng hả chị? Đi. Nãy giờ lựa ốc ra mớ nè. Lựa ốc ra đây để nó đè mấy cá chứ. Chưa Bây giờ tới rồi. Giờ hai chị em mình tới cái lợp bóng rồi. Rồi tới lợp bóng. Con cá nó nổi rồi kìa, anh thấy. Có con cá nổi chết. Hổm ngày 2 ngày hả chị? Ừ, 2 ngày không bao giờ. Tháo được không? Được. Cái này nó nhảy. Lại lấy cái chai dở lên. Chơi dễ dàng. Nổi như chị? Nổi. Tập bóng này nó bự lắm. Ồ, có cá dướng chết nữa kìa. Cá lục kiến gì vậy? Cá lục kiến. Ui, hết hồn. Ồ, con cá gì kìa? Cá gì phóng dữ vậy? Hồi không? Ui ui, có cá chép, cá rô phi. Ôi. Ôi ơi. Mánh rồi, quá trời cá luôn rồi. Con cá chép bự lắm. Được cái thùng. Được cái thùng. Cái thùng ra sao? Chỗ ra sao luôn. Ôi, cúng rồi. Ôi, dính con cá cha bự luôn. Ôi, cá cha. Ai có chép bành kia luôn. Rồi, dở ra, bắt từ từ ra. Cái này con cá, cá gì nè chị? Cái này giống cá chép á. Này chị chút vô luôn được không? Được. Chị bỏ dưới đây nè. Rồi, chị bỏ nè. Rồi, sàn quá nha. Rồi chừng cá cha nó dướng. Ôi ơi, nó vô, cái thằng nó vô. Ôi, này trúng mánh cá cha luôn. Cái này con này hả? Để lên nè. Thả lên đây nè. Này cá chép thả hả chị? Thả đi. Hai cá chép bành kia. Chị dịnh lên đi thôi nó nhảy. Ồ nó ú nè. Thả đi vô có bằng. Ui ôi, đang con nữa nè. Hai con ú nua à. Cá chép lúc nào cũng ú chứ. Rồi con dịnh đi chị buộc cái bóng này. Hôm nay hai chị em mình chở lú với dở bóng được kêu cá. Mình dính con cá cha bành kia luôn. Cái này trúng mánh thôi. Đi dở lú với dở lọc bóng thì được bao nhiêu cá nè. Cá cha, cá đuôi hồng rồi cá rô phi nữa. Với một mớ cá trắng. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài đường lộ mình bán nha. Con cá cha rất là bự luôn. Nhiều cá quá mình ăn không có hết rồi mình đem ra đường lộ mình bán cho cô chú ăn. Sáng chú bán bánh mì luôn. Cá hả Sáu ơi? Cá tép. Dạ. Có mấy con tép à? Tép có mấy con à? Cái đó là cái này bán lộn xộn luôn nè. Cá nào Sáu? Bà mua cá bự đi. bị ngợp á, còn sống nữa hay ngợp nè. Này 30.000 ký. Ăn chị con cá này hay. Cá rô phi, ủa cá. Cá ta đây con sáu không dễ à. Cá đuôi hồng thì 40.000 một ký. Cái này 450 gram giác thôi, 400 gram. 1 ký thì nó 20.000. 16.000. Ừ. Rồi, 16.000 chị ơi. Đây, thôi em. Thôi 4.000. Rồi, cảm ơn chị luôn. Đây, con này bự này 25. Con này đi. 30.000 một ký. Cá rất là bự, rất là ngon luôn. 5.000 bánh mì đi. Dạ, được con cá heo á. Mua con cá heo quá ha. Ngáo luôn. Mua con cá cha đi tặng con cá heo. Rồi. Bán hết cái thau này mới bán. Dạ. Cái này 1,9 kg. 2 kg 30.000, 2 kg thì nó 60.000. 57.000. Dạ đúng rồi. 57 lấy 55 đi cho nó chẳng, 55 với tặng con cá heo luôn. Dạ nói vậy mới được con cá heo. Đâu mà hên được con cá heo. Này cầm luôn hiếm năm ơi, cái bọc nó nhỏ quá à. Để nó đi hồi tiền. Được hả? Là 55.000, 45.000. Mấy chục cá tai nở. Mua gì nướng chiên. 30, 40, 45.000. Để em làm như lấy cột bự. Dạ. Cá trà phải không Sáu? À. Nhỏ 20.000 ký. Đây sao bắt con nào? Bắt hết ba con đi. Hết luôn phải không? Đấy, cái gì con trừ hao nước. Ký 3 giá. Ký 3. Thêm con cá rô phi cho. Rồi cá bự này luôn ha. Ừ, cho nó chẳng đủ ký không? Ký 6 giá như ký 6 đi. Ký 6 là 1 kg 20.000, nữa ký nó 30.000, 30.000 đi. Ừ. Dạ. Nhưng ký gửi ra 30.000. Rồi. Đây, của hôm năm đây. Cảm ơn hôm năm luôn, hôm năm lấy cái bọc gì nữa, cái gọn nè. Cái heo luôn. Rồi, cảm ơn hôm năm nha. Rồi, có tiền lẻ cho con luôn. Cảm ơn Sáu luôn. Cảm ơn luôn. Dạ. Còn một mớ cá rô phi với cá trắng. Cá hiếm 2, còn cá rô phi với cá trắng. Bắt mấy cá rô phi thôi. Dạ. Còn 4 con. Dạ. Đây nước kia. Này 800 gram. 20.000 ký, 16.000, 15.000 hiếm 2. Đây. Khoảng 25.000, cảm ơn hiếm 2 luôn. Rồi hết cá bự rồi, còn một mớ cá trắng với cá ép. Còn mớ cá trắng bột ơi. Thấy cá bự mấy hiếm mua hết rồi. Cái này đã hết rồi. Dạ. Này nhiêu nè, tép với cá trắng lộn xộn hết trơn luôn nè. Này có con cá rảnh ngon. Ủa càng hết luôn hả? Ừ. Rồi vậy hết luôn rồi bác Út ơi. Hai người chia thì ăn không đủ. Dạ. Cái rô thím 2 mua hết rồi. Cái này nửa ký giác như nửa ký thì nó 15.000, nửa ký 7.000, 7.000 Bút ơi. Có ăn buổi sáng rồi đó. Dạ. Không hay là hết ai là không có gì ăn luôn. Rồi. Rồi. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn Bút nhiều luôn. Hết rồi. Hết cá rồi. Nay vừa đem ra là mấy thím ủng hộ hết luôn. Nay được con cá tra rất là bự luôn. Hôm nãy tiền thối của mình là 40.000. Để hôm nay mình xem bán được bao nhiêu tiền nha. Quá cho tiền lẻ luôn. Một trăm mốt. 120, 123 ngàn. Hôm nay thì hai chị em mình đi giở lúa với giở lọc bóng bán được 123 ngàn. Rồi, video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye.